Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết lực lượng vũ trang nước này đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công do các đơn vị thuộc quân đội Ukraine thực hiện ở khu vực biên giới Kursk. Bộ này nêu rõ một xe tăng, bảy xe bọc thép và hai xe cơ giới Ukraine cũng đã bị phá hủy. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phương Bắc được hỗ trợ bởi không quân và hỏa lực pháo binh của quân đội đã ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương Ukraine theo hướng Borki, Spanoe, Chekaskoe, Poreknoe và Malaya Loknia. Các nỗ lực tấn công theo hướng Komaroka và Krenoe đã bị phá vỡ. Kết quả là đối phương đã mất hơn 16 người thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm AKMAT cho biết, các quân nhân thuộc Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến cận vệ số 810 của hạm đội Biển Đen đã giải phóng thêm một khu định cư theo hướng Kursk. Ông Alaudinov cho hay Ukraine đang bị tiêu diệt hàng ngày bởi tất cả các lực lượng Nga. Tình hình là các đơn vị của chúng tôi ở phía dưới, các đơn vị lữ đoàn 810, đã giành lại một khu định cư và tiếp tục cuộc càn quét. Chúng tôi đang giữ vững vị trí và tiêu diệt lực lượng đối phương từ trên xuống. Cho đến nay, cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất mà Ukraine từng thực hiện là hoạt động diễn ra ở Kursk. Tại đây, nước này đã thành công đạt được bước tiến, kiểm soát nhiều khu định cư, đồng thời đang nhắm đến việc thiết lập một vùng đệm trên lãnh thổ tỉnh Kurs. Để đáp trả, Nga đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, gây thiệt hại tối đa cho Ukraine và tấn công các mục tiêu thuộc vùng Sumy, nơi được sử dụng làm căn cứ cho cuộc tấn công xuyên biên giới của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 5.500 quân nhân, 71 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân, 372 xe chiến đấu bọc thép. Quân đội Ukraine cũng mất 170 xe cơ giới, 36 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 3 hệ thống HIMARS và một hệ thống tên lửa đa nòng, 7 trạm tác chiến điện tử, một trạm tác chiến chống pháo, 4 đơn vị xe công binh, bao gồm hai xe vừa chướng ngại vật và một xe già phá mìn UR-77. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington ngày 23 tháng 8 cho hay, lực lượng Ukraine ở phía đông nam thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đã rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực để tránh bị quân đội Nga bao vây chiến thuật. Trước đó, hôm 15 tháng 8, chính quyền Pokrov đã kêu gọi người dân sơ tán càng sớm càng tốt vì lực lượng Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố 10 km. ISVK cho hay, những bước tiến gần đây của Nga theo hướng Pokrov đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút lui khỏi các vị trí hạn chế ở phía đông nam thành phố. Viện nghiên cứu Mỹ đồng thời trích dẫn các cảnh quay định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Petitche và phần còn lại của bờ đông hồ chứa Kalipske trong khu vực trả lời mạng tin tức Suspin Ukraine, người phát ngôn lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59 Ukraine hoạt động tại khu vực Pokrov tuyên bố, một số đơn vị tác chiến của Ukraine đã rút lui để bảo vệ mạng sống của các quân nhân. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, chất lượng đào tạo tân binh kém là một trong những yếu tố khiến Ukraine không thể giữ được vị trí. Một vấn đề nổi cộng khác mà Ukraine đang phải đối mặt ở Pokrov là tình trạng binh lính từ chối chiến đấu. china Ukraine cho biết có ít nhất ba đại đội của lực lượng vũ trang đã từ chối chiến đấu theo hướng Pokrov. Theo báo cáo mà China có được, đây là các đại đội trực thuộc tiểu đoàn thứ hai của lữ đoàn 15 Vệ binh Quốc gia Ukraine. Tiểu đoàn này vừa được điều tới Pokrov vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, trước khi nhận lệnh điều chuyển, họ đã ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Ông Vladislav, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn cho hay, sau một tuần chiến đấu, chúng tôi còn lại rất ít nhân lực, 10 tới 13 người trong một đại đội tính cả chỉ huy. Vladislav đồng thời cáo buộc các chỉ huy Ukraine thiếu năng lực, không nắm rõ ai đang ở vị trí nào. Bên cạnh đó, lực lượng tại Pokrov không giữ liên lạc với các đơn vị lân cận. Vladislav nói, đôi lúc chúng tôi nhận được mệnh lệnh di chuyển tới mà nga vốn dĩ đã giành quyền kiểm soát chúng tôi không thể giữ vững phòng thủ tại các vị trí của mình trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự như vậy trong khi đó lực lượng nga đang phát động tấn công theo hướng pokrov bằng các tiểu đoàn trang bị khí tải hạng nặng họ liên tục tiến công liên tục dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực minograd đáng lưu ý theo vladislav khi bộ chỉ huy ukraina yêu cầu những người từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bước lên phía trước thì tất cả thành viên của ba đại đội đều đứng lên dẫn đầu là các chỉ huy đại đội Tờ Washington Post VKP của Mỹ ngày 23 tháng 8 cho biết, hàng trăm người dân Pokrov đang tập trung tại ca tàu để sơ tán, chỉ mang theo những gì có thể mang và cần thiết nhất. Họ sừng sốt trước tốc độ của Nga tiến quân vào Pokrov, con đội Nga chỉ còn cách thành phố 10 km. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn Pokrov đã nằm trong phạm vi tấn công của pháo binh và máy bay không ngần lái góc nhìn thứ nhất FPV. Một số người không thể hiểu tại sao quân đội Ukraine lại rời khỏi vị trí phòng thủ của mình để sang tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là trong bối cảnh miền Đông đang rất cần sự hỗ trợ. Tính đến tuần này, vẫn còn hơn 45.000 người chưa thể rời khỏi Pokrov, trong đó có hơn 3.000 trẻ em. Theo VKP, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm thành phố Pokrov, vốn sôi động, người dân vội vã đi qua các con phố, những chiếc xe chất đầy vali và các món đồ nội thất vụt qua, còi báo động vang lên trong tiếng pháo kích rồn rập dội tới. Tờ báo Mỹ nhận định chính quyền Kiev chỉ còn cơ hội cuối cùng để sơ tán người dân ở Pokrov. Trước đó, ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrov, cảnh báo người dân Pokrov chỉ còn một hoặc hai tuần, không hơn. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 23 tháng 8, tình hình theo hướng Pokrov rất căng thẳng. Quân đội Nga đã phát động 33 đợt tấn công vào 7 khu định cư theo hướng này chỉ trong vòng 24 giờ. Theo tờ Pravda Nga, Pokrov có tầm quan trọng chiến lược vì đây là cửa ngõ tiến vào khu vực Dnepropetrov và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper. Nơi đây cũng là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Các tuyến đường sắt trọng yếu sẽ đi từ đây về phía nam và phía bắc Ukraine. Bên cạnh đó, ở vùng ngoại ô phía tây Pokrov có mỏ than cốc lớn nhất và cũng là mỏ than cốc cuối cùng trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nếu mất Pokrov, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại. Quan chức Ukraine cảnh báo tình hình ở thành trì chiến lược Pokrov sẽ không sáng sủa hơn mà chỉ xấu đi, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng di tản. Ông Yuri Chetiak, đừng chờ đợi tình hình sẽ không sáng sủa hơn mà chỉ xấu đi từng ngày, hãy rời đi ngay lập tức. Người đứng đầu chính quyền thị trấn Minoras thuộc thành phố Pokrov tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine mới đây cảnh báo, thị trấn Minoras hiện chỉ cách tiền tuyến chưa đầy 5 km. Chính quyền quân sự thành phố Pokrov cho biết, cộng đồng này bao gồm Pokrov, thị trấn Minoras và 39 ngôi làng xung quanh có gần 59.000 cư dân. Mỗi ngày khoảng 600 đến 700 người dân ở các khu vực này được sơ tán. Ông Yuri Chetiak nhấn mạnh về tình hình hiện tại ở thành trì chiến lược Pokrov đối phương Nga đang tiến công nhanh hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm nhiều nhất có thể để sơ tán người dân vào cuối tuần. Mặc dù Pokrov không phải là một thành phố lớn chỉ với khoảng 60.000 người dân sinh sống trước khi chiến sự nổ ra, nhưng nơi đây lại đóng vai trò là trung tâm hậu cần khuyết mạch của quân đội Ukraine. Thành phố này là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát, nổi bật là Yar và Kostyantinivka. Sau khi chiến dịch ở Kharkiv của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tấn công sang Pokrov. Suốt nhiều tuần qua, thành phố này luôn là một trong những mặt trận nóng nhất hiện tại ở Ukraine. Ngay cả khi vùng lãnh thổ biên giới đang bị lực lượng đối phương đe dọa, quân đội Nga vẫn quyết không rút quân mà tiếp tục tiến về Pokrov. Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, thông tin tính tới 8 giờ ngày 22 tháng 8, theo giờ địa phương, trên mặt trận Pokrov, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 53 cuộc tấn công và hành động tấn công của Nga hướng tới các khu định cư Pantalei Monivka, Vovizenka, Zelenepole, Mirulio Hrodivka, Mikolaivka, Novorodivka, và Petiche. Các cuộc tấn công tập trung nhiều nhất xảy ra tại các khu định cư Novorodivka và Mikhailivka. Trước đó, ngày 19 tháng 8, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự Pokrov y Dobryak cho biết, nếu xem xét tốc độ tiến quân của Nga, người dân Pokrov sẽ còn 1-2 tuần để sơ tán. Chính quyền địa phương đang thúc giục mọi người rời đi ngay bây giờ để đảm bảo việc di tản có kiểm soát, tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn khi Nga tiến đến gần hơn. Theo ông Dobryak, khoảng 60% cư dân tự rời khỏi Pokrov bằng phương tiện di chuyển của riêng họ. Ông lưu ý mọi thứ ở thành phố vẫn hoạt động, tất cả các dịch vụ giao thông công cộng, cửa hàng, chợ, ngân hàng, tòa án, sở di trú nhà nước và trung tâm dịch vụ hành chính vẫn duy trì hoạt động nhưng sẽ dần dần kết thúc. TASS đưa tin, người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bà Yevgenia Yasina, cho biết, Đường dây cung cấp điện cao thế 330 kV được gọi là Ferosplatsnya một cung cấp điện cho nhà máy điện tử hạt nhân Zaporizhia ZNPP đã bị phía Ukraine ngắt kết nối. Bà Zepgenia Yasina nói đường dây đã bị phía Ukraine ngắt, vấn đề nằm ở phía họ, không biết khi nào đường dây sẽ hoạt động trở lại, điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Trong khi đó các chuyên gia từ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã được thông báo về việc ngắt kết nối đường dây. Bà Zepgenia Yasina cho biết thêm. Các chuyên gia IAEA có mặt tại nhà máy đã được thông báo về việc đóng đường dây cung cấp điện 330 kV. Nhu cầu thiết yếu của nhà máy điện đang được đáp ứng bởi đường dây 750 kV được gọi là dnepro Không có phạm vi an toàn nào được ghi nhận tại nhà máy, nên bức xạ tại ZNPP và khu vực lân cận không thay đổi và nằm trong mức bình thường. Hãng thông tấn TASS đưa tin một binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 cho biết tân binh Ukraine đang bỏ ngũ hàng loạt, không tuân thủ mệnh lệnh. Viên binh sĩ nói với hãng tin Associated Press, trước đây mọi người có thể đứng đến phút cuối cùng để giữ vị trí, bây giờ ngay cả khi có pháo kích nhẹ và các vị trí bắn, họ đã quyết định rút lui, vẫn còn những người có động lực để chiến đấu tiếp, nhưng rất ít. Các chỉ huy Ukraine đang phải lên kế hoạch tác chiến với bộ binh, không có khả năng bắn mục tiêu và không có thông tin về địa hình cơ bản, hãng tin cho biết. Cũng theo nguồn tin, một số tân binh không tin tưởng vào kế hoạch tác chiến của cấp trên và bỏ đi khỏi các vị trí đã chuẩn bị. Theo quân đội Ukraine, những tân binh được đào tạo kém đang khiến quân đội mất vị trí gần Krasnoamey, gọi là Pokrov ở Ukraine. Khu vực này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái người Ukraine có mật danh Krot cho biết, một thách thức khác đối với Ukraine là chiến thuật mới của Nga khi triển khai các đơn vị tấn công liên tục các đơn vị bộ binh nhỏ hơn, gồm 2-4 người. Trước đó, ngày 15 tháng 8, ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền do Ukraine lập ra tại May, đã ra thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến rất gần đến thị trấn, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán. Trong khi đó, một chỉ huy lưỡng đoàn cơ giới độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhiều tân binh Ukraine đã từ chối nổ súng vào quân đội Nga và không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga về May. Vị chỉ huy nói với hãng tin Associated Press, một số người không muốn bắn, họ nhìn thấy đối phương ở vị trí bắn nhưng không nổ súng. Đó là lý do tại sao những người lính của chúng tôi đang chết dần. Đội sợ khái này tạo ra sự hoảng loạn và hỗn loạn. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi thua cuộc. Trích lời chỉ huy, người lính mới không có đủ kinh nghiệm lắp ráp và bắn súng trường. Họ cũng chưa học cách phối hợp các nhiệm vụ chiến đấu trong các nhóm nhỏ hoặc thậm chí sử dụng các chiến thuật đơn giản. Từ quan điểm chỉ huy, tôi muốn ra lệnh cho các nhóm nhỏ, nhưng tôi không chắc liệu họ có khả năng thực hiện các lệnh này hay không vì họ thiếu sự phối hợp và giao tiếp. Ngày 20 tháng 8, bộ quốc phòng Nga tuyên bố đội ngũ chỉ huy và nhiều quân nhân của lữ đoàn 47 Ukraina đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Nga ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy tên lửa KH-35 của quân đội nước này đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đặt tại làng Vondoye, Kharkiv. Hệ thống S-300 được Ukraine triển khai để tấn công các mục tiêu ở khu vực Bengorosk. Theo bộ này, cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa dẫn đường KH-35 phóng từ cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 tới 36 mục tiêu trong số đó. Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5m, đường kính khoảng 0,51m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mạnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu. Tùy thuộc vào biến thể cũng như sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không. Reuters đưa tin ngày 22 tháng 8, Ukraine tuyên bố đã phá hủy các cầu phao của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất để bảo vệ cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào khu vực Kursk của Nga. Ông Mykola Bieliskov, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, một nhóm nghiên cứu tại Kyiv cho biết các cuộc tấn công vào cầu phao sẽ giúp Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ dọc theo con sông. Ông Mykola Bieliskov phát biểu trên truyền hình quốc gia đây là cơ hội để làm cho mọi thứ ổn định hơn, có hệ thống hơn, sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine cho biết hệ thống tên lửa HIMA do Mỹ sản xuất đã được sử dụng như một phần của kế hoạch phá vỡ hậu cần của Nga ở khu vực Kursk. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Kyiv thừa nhận việc sử dụng vũ khí này trong cuộc xâm nhập. Ông Aloudinov nói với truyền hình nhà nước Russia, Chúng tôi đã chặn họ lại và bắt đầu đẩy lùi họ. Ông cho biết lực lượng Ukraine đang tập hợp lại và có thể sớm phát động một cuộc tấn công mới. Nga đã nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn lại. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục khoe khoang về những thành quả đạt được, nói rằng họ đã kiểm soát được 92 khu định cư trên diện tích hơn 1.250 km2. Trong một diễn biến liên quan, Moscow cho biết đã kiểm soát nhiều khu vực tại miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang đáp trả động thái của Nga bằng cách tăng cường lực lượng xung quanh Pokrov, trọng tâm tiến quân của Nga ở miền đông Ukraine. Trong bài phát biểu thường kỳ trên truyền hình, ông Zelensky thúc giục các đồng minh của Kiev tôn trọng các cam kết, nhanh chóng gửi đạn dược để lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Ông Zelensky nói, đây là điều cơ bản cho quốc phòng. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev đã đạt được nhiều thành tựu lãnh thổ hơn ở khu vực Kursk so với những gì Moscow đạt được ở Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, ông Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, quốc gia đồng minh thân cận của Ukraine cho biết, ông dự kiến chiến dịch của Kiev ở khu vực Kursk sẽ là một hoạt động rất hạn chế về mặt không gian và có thể cả về mặt thời gian. Đồng thời nói thêm rằng Berlin đã không được tham khảo ý kiến trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã kiểm soát khu định cư Zelane nằm cách trung tâm vận tải Pokrov chưa đầy 20 km, 12 dặm về phía đông. Cả hai bên đều báo cáo rằng họ đang bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn. Ukraine cho biết họ đã chặn được 50 trong số 69 máy bay không người lái do Nga phóng. Còn Moscow cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 45 máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga, bao gồm 11 máy bay trên khu vực Moscow. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân dân sự tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm cho biết, quân đội nước này hiện đang nắm quyền kiểm soát khoảng 50 khu định cư thuộc vùng Kharkiv. Ông Ganchev thông tin khi nói về tình hình chiến sự ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, khoảng 50 khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga, tuy nhiên con số này chỉ mang tính ước lượng vì có rất nhiều địa phương nằm trong vùng sáng. Theo quan chức Nga, tổng dân số của các khu định cư này rơi vào khoảng 2.000 người. Thị trấn Vokchan hiện vẫn là thành trì của Ukraine tại Kharkiv, nhưng quân đội Nga đang có những bước tiến chậm nhưng đều đặn ở khu vực này. Chuyên gia quân sự Andrey Marocco ngày 22 tháng 8 cho biết, Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần thị trấn Kupian, vùng Kharkiv, sau khi lực lượng Nga vượt qua tuyến phòng thủ gần khu định cư Petchanoye. Chuyên gia quân sự Marocco nói, về tình hình gần Petchanoye, nếu nói về động thái của Ukraine, các đội hình vũ trang của họ hiện đang cố gắng làm chậm bước tiến của lực lượng Nga. Tất nhiên, binh sĩ Ukraine đã được rút trở lại gần các vị trí nối đến sông Oskon và hồ chứa Oskon. Hiện tại, họ đang vội vã xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở đó. Ông Marocco thông tin thêm rằng lực lượng nga hiện đang tập trung vào việc củng cố những thành quả đạt được gần Petchanoye, đồng thời thiết lập các cứ điểm vị trí bắn và nơi trú ẩn mới. Sau đó, Moscow sẽ tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ tỉnh Kharkiv của nga. Bất chấp việc Nga liên tục đạt bước tiến ở các vùng lãnh thổ phía đông, Ukraine dường như vẫn quyết tâm theo đuổi chiến dịch đột kích xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của đối phương. Tính đến ngày 20 tháng 8, quân đội Ukraine đã kiểm soát hơn 1.260 km vuông lãnh thổ đối phương. Giới chức Ukraine tuyên bố hoạt động tấn công vào tỉnh biên giới này nhằm ngăn chặn Nga chuyển thêm quân tiếp viện tới Donbass và ngăn chặn các cuộc không kích xuyên biên giới của đối phương. Qua chiến dịch tấn công đầy táo bạo lần này, Kiev cũng muốn đạt được lợi thế khi hai bên tham gia đàm phán hòa bình. Ukraine gần đây được cho là đang có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập các vùng đã kiểm soát thành công ở Kursk vào lãnh thổ tỉnh biên giới Sumy của nước này. Người dân địa phương còn sinh sống trong các khu định cư do lực lượng Ukraine kiểm soát tiết lộ. Cuộc trưng cầu dân ý đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 6 tháng 9. Nhiệm vụ tổ chức hoạt động này sẽ được giao cho Văn phòng Chỉ huy Quân sự của Ukraine mới lập ra ở Kursk do Thiếu tướng Eduard Moskalev đứng đầu. Ngoài ra, việc kiểm soát quá trình này sẽ được thực hiện bởi chính quyền địa phương do chính quyền Ukraine mới thành lập.